Chào các bạn, với các bộ khoang có hết Black Decker và gắn bộ 14,4V như này thì cái hộp pin gốc 14,4V nó khá là bé. Ở đây tôi có một cái hộp pin Black Decker gốc 14,4V. Bạn thấy là nó rất khó có thể nhét được 8 cell. Đây, thường chúng ta chỉ nhét được khoảng độ tầm 4 hoặc 6 cell thôi. 4 cell đấy. Còn mài thêm vị trí này nữa, bạn sẽ nhét được 4 cell. Còn lại thêm một hàng nữa. Thì nếu mà bạn nhét đến 8 cell thì bạn sẽ không thể nào để được cái mạch. Bởi vì cái mạch nó sẽ phải cộm vào như vậy. Cộm lên một chút. Rất là khó để nhét mạch trong giờ mà nhét đến 8 cell. Và chúng ta sẽ phải mài khá là nhiều trong này. Thì ở đây tôi có một giải pháp cho những người mà sử dụng cái bộ vít Black Decker nhưng mà muốn có cái dung lượng sử dụng nó lớn. Đó là cái bộ pin, hộp pin chế cho cái Black Decker 14,4V. Cái hộp pin chế này ở đây tôi sẽ làm hai việc. Thứ nhất là tôi tăng cái chiều cao của hộp pin lên một chút, nó khoảng độ tầm 18mm. Thứ hai là chèn thêm cả cái phần đáy nữa. Như vậy chúng ta có thể lắp được 4S 3P, tức là 12 viên pin, cho cái dung lượng sử dụng nó lên đến khoảng độ cỡ 7,5Ah. Thì đây là một cái bộ pin Black Decker 4S 3P sử dụng cái mạch 4S 30A. Thì thường các cái vít Black Decker thì cái dòng khởi động nó hơi lớn, cho nên là để tránh cái trường hợp mà bị bóp cò mà nhấp nhả thì ở đây tôi đã mốt lại cái săn. Thế là săn ở đây tôi cắn thêm một cái chở 005 nữa, bên dưới là hai chở 004. Như vậy dòng chịu tải của nó có thể lên đến khoảng độ tầm 50A. Như vậy nó thừa sức cho cái việc mà khởi động cái bộ vít Black Decker. Còn khoan Black Decker như kiểu khoan 14,4V kiểu này thì cái dòng nó cần nhỏ hơn, thì chúng ta dùng mạch gốc là đủ. Con này dùng mạch gốc là đủ. Nhưng mà riêng cái con bắn vít kiểu như này nó khá là khỏe. Vì vậy mà dùng mạch gốc của mạch 4S 30A thì nó sẽ không đủ, nó vẫn bị ngắt nhấp nhà khi mà bạn bóp cò đột ngột. Vì vậy chúng ta sẽ phải mốt lại trở săn. Thì bộ 4S 30A chúng ta sẽ ghép vào 3S đấy, kiểu này. Pin chúng ta gắn này thì nó sẽ có thêm hai cái dây đồng hồ để chúng ta có thể theo dõi được cái điện áp của bộ pin. Đấy, dây đồng hồ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử gắn vào thành một cái bộ pin hoàn chỉnh để chúng ta theo dõi cái hoạt động của bộ pin như này. Đây cái bộ pin sau khi chúng ta lắp pin lắp trên đấy là nó sẽ như này. Ở đây chúng ta không thiết kế cái cài riêng mà chúng ta sẽ làm một cái bộ cài cho nó, vì nếu mà bộ cài riêng nó sẽ khá là xấu. Rồi chúng ta sẽ lắp hoàn chỉnh cái này và chúng ta sẽ bắt ốc nó vào. Đây bộ bốn. Đây là cái bộ sau khi chúng ta lắp xong 4,4S 3P. Mà thấy là cái đồng hồ đây nó khá là hữu ích, bởi vì chúng ta có thể giám sát được cái điện áp của pin. Như vậy chúng ta biết khi nào mà pin đầy cũng như khi nào mà pin cạn, và chúng ta có thể chủ động trong cái việc mà sạc. Ví dụ như là bây giờ bạn muốn cái bộ pin này để lưu trữ thì bạn nên để ý cái điện áp của nó tầm cỡ khoảng độ trên tầm 12-13V đổ xuống, và không thấp quá dưới 12V. Thường thì người ta hay để là tầm 13V để lưu trữ, không bao giờ lưu trữ người ta sạc đầy. Còn cái bộ pin này khi sạc đầy nó cỡ khoảng độ tầm 16.7, sạc đầy tầm đấy thôi, không sạc đầy căng quá. Thế hai nữa là chúng ta có thể biết được cái thời gian mà chúng ta cần phải sạc tiếp, tiện hơn. Bây giờ chúng ta lắp thử xem. Thấy là bắn, sau khi mốt xong cái con trở thì cái việc mà cái khoan này, à cái vít này sẽ không bao giờ bị giật nữa. Bóp liên tục. Không vấn đề gì cả. Ok. Với cả con vít ở đây thì dòng nó nhỏ hơn, cho nên là chắc chắn thì nó sẽ chạy còn tốt hơn. Còn đây thì ra nó sẽ là gồm combo của khoan ở vít ở đây. Để sạc cái bộ pin này thì bạn có thể
Vì tôi không thiết kế cái giá cắm ngoài cho nên bạn có thể sử dụng cái dây cắm kiểu này. Nó gọn và sạc ở đấy. Dây cắm kiểu này thì bạn có thể theo dõi được cái điện áp pin, bởi vì nó ở đây nó có đồng hồ. Nó sẽ gọn hơn. Và nhìn cái hộp pin này nó không bị đục khoét thì trông nó sẽ dễ chịu hơn là so với cả một cái hộp pin là bị đục khoét vài chỗ để lắp cái bộ sạc. Còn nếu mà thích thì bạn có thể gắn một cái đầu sạc nhỏ phía này cũng được. Nó khá là dễ, không có lên gì cả. Sạc đấy. Ở đây thì cái mạch 4S30A nó tốt hơn các cái mạch như kiểu mạch của Makita, bởi vì đơn giản là cái mạch 4S30A này nó sẽ có cân bằng khi mà sạc, đồng thời bảo vệ cả sạc cả xả nữa. Trong khi cái mạch 4S của Makita thì nó Makita cái mạch mà chỉ có 21 thì nó sẽ không làm được nhiệm vụ đấy. Mạch này đây nó chúng ta có những 11, 51 cho phần sạc, 51 cho phần xả. So máy Black Liquor khoan và vít, sử dụng cái mạch 4S30A đã được độ lại với đồng hồ LED báo pin. Nó gồm có 12 cell lithium. Xả của bộ này là 30A, dung lượng là 7.5Ah. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.